Hello, chào các bạn. Hôm nay các bạn có khỏe không? Nếu như ngày nào Ngân cũng nói với các bạn là một ngày vui thì có thể là Ngân đang nói dối các bạn đó. Nhưng nếu như các bạn có thể sẵn sàng đón nhận sẽ có trong cuộc đời của mình sẽ có những ngày vui và sẽ có những ngày buồn. Những ngày buồn đến thì chúng ta hãy cố gắng làm sao để cho nó qua đi một cách nhẹ nhàng. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn nghe một cái bài hát. Ngân hy vọng rằng cái bài hát này sẽ cho các bạn một niềm tin. Các bạn hãy cùng lắng nghe nha. Hello, hello, hello. Mọi người đang nghe baby nè, con gái của Ngân đó. Cuộc đời đời này tiền buồn nào rồi cũng sẽ qua, cứ thế ta cũng chỉ là một người sống mà chẳng đi thứ tha. Thứ tha cho anh ngày nào chẳng có bên mình, ta cứ tin vào ngày mai. Nói thì dễ mà làm mới khó nữa. Đôi lúc ta chẳng làm gì mà cùng để người ghét đây thôi. Có phải cho mình nhìn thật tệ hại thì người khác mới thấy thương. Bỏ qua cho đời tìm nhiều phút bình yên bên bạn bè. Và ta ngồi ta hát lên, đâu có gì đơn lại không mất, trọn vẹn như ý. Hãy thắp lên cho ta ngọn nến, đừng trốn mãi trong những bóng đêm. Đâu có gì đơn lại không mất, đâu có gì trọn vẹn như ý. Đành để khó khăn đánh gục ta, hãy cứ tin rồi ta sẽ vượt qua. Bài hát rất là hay. Và những cái lúc mà Ngân buồn, Ngân thường nghe cái bài này. Và Ngân ngày hôm nay thông điệp mà Ngân muốn truyền tải đến các anh chị là các bạn hãy tin rằng một ngày sẽ có một ngày chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Và sẽ có một ngày chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch Covid-19 bằng cách là các bạn hãy tin vào bản thân của mình. Hãy tin vào bác sĩ, hãy tin vào Việt Nam. Một niềm tin mãnh liệt. Hẹn gặp lại các bạn về video clip sau nha.